Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện lễ con xin kính chào toàn thể cô bác anh chị và quý vị Phật tử trên mọi miền đất nước và tất cả các kênh YouTube, TikTok và các mạng truyền thông khác, những người yêu quý sư thầy Thích Minh Tuệ. Kính thưa cô bác anh chị, thì qua những ngày qua thì có nhiều người mà đa số tất cả cô bác anh chị yêu quý và kính mến sư thầy Thích Minh Tuệ, thì trong số đó cũng còn lại một một cái số nhỏ mà họ phỉ báng chống phá mà cố tình triệt hạ đi cái việc tu hành của thầy Thích Minh Tuệ. Thì cái những cái vị này thì từ đâu? Con muốn cô bác anh chị cùng Giáo Việt Nam cao nhất. nghe và phân tích. Có một vị nhà báo mà con xem đi xem lại, mà cái phân tích của cái vị nhà báo này, bác phân tích thật là hay và thật là đúng. Từ chi tiết rất là rõ. Thì qua cái video này, con cũng muốn gửi cái thông điệp đến cái ông thầy Huệ Thuận và tất cả thầy Minh Đạo và những cái vị khác mà từng chống phá, mà từng chà đạp sư Minh Tuệ và sư Minh Đạo, và phỉ báng những bà con cô bác quý vị Phật tử mà yêu quý thầy Thích Minh Tuệ và thầy Minh Đạo. Thì con mong các vị này hãy về mà sám hối, tại vì mình là một cái người tu thì tốt nhất là đừng có đi nói một cái vị chân tu như sư Minh Tuệ và sư Minh Đạo nữa. Thì cô bác thấy những cái vị đó mà phỉ báng chống phá, gây chia rẽ, đoàn kết vữa Phật giáo chúng ta, thì cô bác thấy những cái vị đó và khinh khi sư Minh Tuệ thì cái kết họ như thế nào, nhận cái kết như thế nào. Thì con muốn qua cái vấn đề này, thì con muốn cô bác cùng con hãy nghe nhà báo Mạc Lâm mà nói gì về những vị thầy này. Con cũng mời cái ông thầy Huệ Thuận tào lao đó vô đây ông nghe, rồi ông cảnh tỉnh nha. A Di Đà Phật. Con mời cô bác cùng con nghe nhà báo Mạc Lâm phân tích rất là chính xác, rất là rõ ràng. Con mời cô bác. Của vua chúa chứ không phải là người tu hành. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cao nhất là Hòa Thượng Thích Trí Quảng, được gọi là Pháp Chủ. Khi Ngài khoác lên bộ pháp y của cao nhất của Phật giáo Việt Nam đó, thì chúng ta tưởng tượng rằng Ngài không phải là một vị tăng sĩ nữa, mà có thể nói là hoàng đế. Vì trên cái bộ pháp y đó nó đầy dẫy những cái sa hoa rất là đẹp và rất là sáng lòa, những cái vật liệu để làm những cái bộ pháp y đó, làm cho chúng ta rất ngạc nhiên, mất cái vẻ đạo đức, cái vẻ thanh tịnh của một người pháp chủ của Phật giáo cần phải có. Và làm cho chúng ta, nếu mà liên tưởng so sánh với cái áo mà thầy Thích Minh Tuệ đang mặc đó, thì là một trời một vực. Giữa hai cái áo đó chúng ta thấy một sự xa cách rất rõ ràng. Bên cạnh cái áo của Pháp Chủ Thích Trí Quảng đó, thì cái áo của Thượng tọa Thích Lệ Trang cũng không hề kém. Thượng tọa Thích Lệ Trang nó hiện nay đang là cái người cao nhất dưới chỉ dưới Pháp Chủ Thích Trí Quảng mà thôi. Nhưng mà chiếc áo của Ngài Thích Lệ Trang đó, thì quý vị có thể nói là còn đẹp hơn áo của ông Pháp Chủ nữa. Có thể nói là gọi là kiêu sa, quyền quý và hoàng tộc như vậy đó, đã làm cho tín đồ Phật giáo Việt Nam thất vọng rất nhiều khi mà tiếp xúc được với cái mảnh y phấn tạo của thầy Thích Minh Tuệ. Đó là chưa kể những cái bộ áo rực rỡ đầy tính chất đồng bóng của một vị thượng tọa khác. Quý vị thấy cái hình ảnh này, quý vị nghĩ sao? Mà Lâm nghĩ rằng đây không phải là Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chứa chấp cho Thượng tọa Thích Thanh Cường làm những cái điều rất là bôi bác Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Thanh Cường là người nổi tiếng về sa hoa, ăn chơi và đưa lên trên mạng để chụp những cái hình
mà chúng ta không thể nào ngờ được một vị thượng tọa có thể làm. Đó là đi mua iPhone, ngồi trên những jeep sheriff quân đội, mặc áo nhà tu sĩ nhưng đội nón cối và chụp hình tự sướng với mình. Và ngày hôm nay ông đã có những áo như thế này ngồi để mà linh đồng, thì làm sao mà Phật giáo Việt Nam có thể chịu nổi, đặc biệt là những người tu hành chân chính làm sao chịu nổi những hành động như vậy. Thế nhưng giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn làm thinh trước những cái sa đọa như vậy. Đó là kể bề ngoài. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút về cái tính cách tu hành của những cái vị thượng tọa ở Việt Nam. Những người mà có rất nhiều tín đồ, nó hàng trăm ngàn tín đồ, chẳng hạn như trước tiên chúng ta có thể nói là chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng là một cái ngôi chùa có thể nói là lớn nhất Việt Nam hiện nay, và người trụ trì đó là thượng tọa Thích Trúc Thái Minh. Thưa quý vị, ông thượng tọa này đó đã nổi tiếng và đã từng bị kỷ luật, nhưng mà sau khi hết kỷ luật ông ấy lại trở thành như cũ. Là sau khi chùa Ba Vàng mang tiếng về vấn đề và cúng oan gia trái chủ đó, thì mọi người đồng lòng lên tiếng phản bác cái hành động này, và sau đó ông thượng tọa Thích Trúc Thái Minh đã bị kỷ luật, nhưng mà một thời gian rất ngắn ông ấy lại trở lại chùa. Và cái câu chuyện về Xá Lợi Tóc đó, lại một lần nữa làm cho cái chùa này nổi tiếng là chuyên môn lợi dụng cái lòng tin của Phật tử Việt Nam để mà làm tiền. Quý vị thấy là những cái hành động như vậy đó làm cho cái ánh nhìn của người Phật tử Việt Nam đối với nhiều vị tăng lữ trong giáo hội đó, nó trở thành xuống cấp tồi tệ lắm. Quý vị cũng biết rằng ngay chùa Ba Vàng nó cũng có một cái tượng của Hạnh Đầu Đà là ông Ca Diếp đó. Thì thầy Thích Trúc Thái Minh cũng đôi khi cũng dẫn một đoàn tăng lữ trong chùa của mình đi khất thực. Nhưng ngược lại với hành động của thầy Thích Minh Tuệ đó, thì cái phái đoàn của thượng tọa Thích Trúc Thái Minh đó làm cho người ta cười cợt hơn là kính trọng. Nó có vẻ biểu diễn hơn là thật tình tu đạo. Nó có làm một cái gì đó khiến cho cái hành động của những cái vị sư này đó bị đánh giá rất là thấp. Tuy nhiên còn một người nữa tệ hơn như vậy nữa, đó là thượng tọa Thích Chân Quang. Thưa quý vị, thượng tọa Thích Chân Quang sau khi mà cái phong trào mà theo dõi bước chân của thầy Thích Minh Tuệ đó, thì ông này trong cái chùa của mình anh một hôm thuyết pháp đó, đã lên án thầy Thích Minh Tuệ là người lừa đảo, là người tà tư duy và một người ba trợn. Một cái vị tăng nhân như vậy mà nói một cái đồng đạo của mình là ba trợn, là tà tư duy, là không biết tu hành ở đâu, ai là người dạy dỗ cho thầy Thích Minh Tuệ, nói trước hàng ngàn người Phật tử cũng chính bản thân cái chùa của mình, thì tôi hỏi quý vị nghĩ sao? Cái điều này đã dấy lên một cái sự phẫn nộ tột cùng trong mạng xã hội. Và nếu chúng ta, quý vị có theo dõi đó, thì cái mạng xã hội hầu như ai cũng nói tới Thích Chân Quang như là một cái tên hề. Mà hơn là một tên hề nữa, ông này có quá nhiều điều sai bậy, sai quấy trong cái tính cách mà thuyết pháp của mình. Sai quấy khi mà dẫn chứng được rằng thuyết nhân quả nhà Phật, và sai quấy trong cái cung cách mà kêu gọi cúng dường. Thưa quý vị, những cái vị tăng lữ như vậy thì làm sao để cho Phật tử Việt Nam có cơ hội để mà kính trọng được quý vị? Họ uất ức, họ phẫn nộ, nhưng mà không có cách để mà phản ứng. Cái phản ứng duy nhất là sau khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện đó, cái phản ứng của họ là theo và cung kính từng bước chân của thầy Thích Minh Tuệ. Mọi người đều rầm rộ lên tiếng ca ngợi, mà nó phải nói trong cái danh từ Phật giáo là tán thán, tức là ca ngợi. Cái gốc chân đó như là một cái gốc chân khỏa cái vũng bùn lâu ngày của Phật giáo Việt Nam để trồi lên những con dung, những con dế, những cái vật dơ bẩn trong giáo hội Phật giáo Việt Nam để cho mọi người đều thấy. Cái gốc chân đó được tán thán bởi rất nhiều người, trong đó có một vị sư rất nổi tiếng ở Bà Rịa, đó là thượng tọa Thích Minh Đạo. Thượng tọa Thích Minh Đạo trụ trì một cái chùa ở Bà Rịa đó,
nuôi dạy những cái trẻ mồ côi. Hiện thời chừng khoảng 70 trẻ mồ côi đã nuôi dạy trong chùa của thầy. Và trong một bài giảng, thầy đã lên tiếng tán thán về công đức của thầy Thích Minh Tuệ. Cho nên nếu quý Phật tử thật tình quý kính sư Minh Tuệ, cho rằng sư chính là hiện tượng đem lại sự hạnh phúc, hòa bình, đấy là những cái gì mà gọi là Đức Phật đã trao truyền cho chúng sanh mà bị mai một, bị mất dần trong cái thế giới gọi là mạt pháp, thì hãy đứng hai bên đường thôi, không cần phải chạy theo sư. Chúng ta không có khả năng đi giống như sư đâu. Đó là một người phải tu nhiều đời nhiều kiếp, phải có rất nhiều đời nhiều kiếp thực hành cái hạnh Đầu Đà này, thì kiếp này mới có khả năng đi giống như sư Minh Tuệ. Đó là những lời tán thán của Thượng Tọa Thích Minh Đạo. Quý vị chúng ta nghe cái đoạn thầy nói chuyện như vậy thì có gì là trái với luân lý, trái với Phật pháp hay không thưa quý vị? Không, hoàn toàn không. Nó nói lên cái tâm trạng của một vị chân tu, kính trọng của một cái vị chân tu khác, điều đó hợp lý và đáng kính ngưỡng. Tuy nhiên giáo hội Phật giáo Việt Nam lại một lần nữa kêu thầy Thích Minh Đạo phải tới tự kiểm điểm và hình phạt là bắt quỳ để sám hối. Khi quý vị nghe điều này không ai là không nổi giận cả. Cái sự một cái nhà tu, một cái vị chân tu đầy đạo đức như thế, được mọi sự người kính ngưỡng như thế, lại bị cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, một cái tổ chức, một cái danh xưng đang trên đà bị người khác coi thường, lại bắt vị thượng tọa này kiểm điểm là những hành vi của mình là sai và cái hình phạt là sám hối, quỳ trước mặt cái ban trị sự, quỳ trước mặt cái ban trị sự của tỉnh á, để mà sám hối. Cái hình ảnh này gây xúc động thêm cho Phật tử Việt Nam, và vì vậy đó, người ta lại càng coi thường. Cô bác nào chưa đăng ký kênh vào bấm đăng ký kênh ủng hộ con nghe. Cô bác nghe nhà báo nói phân tích về những vị thầy mà nói về sư Thích Minh Tuệ, chúng ta phải bán sư Thích Minh Tuệ. Cô bác rất là chính xác đúng không? Thì con mời cô bác nghe tiếp nha, để nghe cái nhà báo Mạc Lâm nói gì những vấn đề này. Cô bác, con mời cô bác nghe tiếp, để rồi chúng ta nghe xong rồi chúng ta phân tích những gì mà nhà báo nói hoàn toàn là chính xác 100%. Ở Việt Nam như thế nào? Và đây là lời của thầy Thích Minh Đạo khi đã quỳ sám hối, và thầy đã viết những lời như thế này: sau tất cả những lời góp ý chân tình của từng thành viên ban trị sự tỉnh trong cuộc họp chiều ngày 25 tháng 5 2024, con rất lấy làm cảm động, xin ghi nhận khắc sâu trong lòng cả đời, không dám quên, và từ đó con cũng không dám hiện diện trong giáo hội vì sợ là mất thanh danh, mất uy đức của giáo hội. Con sẽ thôi không tham gia việc giáo hội nữa, con sẽ khép mình trong yên lặng và chỉ xin được tu tập trong tu viện để tiếp tục chăm sóc các em trẻ mồ côi. Kính thưa quý vị, không phải đây là lần đầu tiên mà giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những hành xử vô cùng trái khoái như vậy. Trước đây đã một lần khi mà thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện đó, thì ngay lập tức ông Thượng Tọa Thích Đức Thiện đã gửi mỗi công văn cho rất nhiều chùa trong nước, cũng như kể cả cho công an, cơ quan công an, tuyên bố rằng thầy Thích Minh Tuệ không phải là nhà tu, không phải là một cái vị tu sĩ của Phật giáo Việt Nam. Thì sự khước từ này đã nói lên điều gì? Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được rằng Phật giáo Việt Nam đang trong tình trạng suy trầm như vậy. Nhưng mà khi có một ánh hào quang, một cái ánh đốm sáng ở dưới cuối đường hầm
ma quỷ lập tức xuất hiện để che đậy cái ánh sáng đó. Đây là cái hành động chúng ta thấy rõ ràng cái gót chân của thầy Thích Minh Tuệ đã khuấy động cái vũng bùn lên, và vì cái vũng bùn đó là quá nhơ nhớp, có một thời gian rất là dài, cho nên ngay lập tức Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng. Bảo phân tích rất là chuẩn không? Không sai đi một ly nào hết. Con cũng hy vọng cô bác sau khi xem kênh của con, cô bác nào mà chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ cho con, để con tiếp tục làm động lực cho con, để con còn nói lên tiếng nói của một cái người mà tu hành để chống lại những cái những cái vị mà nói chuyện là không
không đúng về những cái vị tu hành của chúng ta. Cho nên con hy vọng cô bác là cái niềm để cho con dựa vào, để chúng ta cùng nhau mà chống lại những cái vị mà khinh khi chà đạp những cái vị mà tu hành chân chính nha cô bác. Thì con mời cô bác nghe nhà báo nói tiếp. Đây, con mời cô bác nghe tiếp nha. Tu sĩ của Phật giáo Việt Nam, cái sự khước từ này đã nói lên điều gì? Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được rằng Phật giáo Việt Nam đang trong tình trạng suy trầm như vậy. Nhưng mà khi có một ánh hào quang, một cái ánh đốm sáng ở dưới cuối đường hầm nổi lên, thì bóng tối trời trời nhà báo mặt lắm. Con bấm nó làm sao nó cái điện thoại nó chạm vô cái gì à? Dạ bấm một lần nó về sư thích tinh tuệ. Phản ứng như là một cách để đối phó lại với hiện trạng của giáo hội Phật
giáo Việt Nam đối xử với họ. Những cái tấm hình y phấn tạo, những cái sản phẩm dựa theo cái y phấn tạo của thầy Thích Minh Tuệ đó xuất hiện tràn lan trên thị trường. Và cái quý vị thấy cái mảnh áo này đó, tuy là nó đắp chấp phá từ những cái mảnh dễ trên lề đường, nhưng bên trong của mảnh áo đó, bên trong của y phấn tạo đó chứa đựng biết bao nhiêu là kinh sách của đạo Phật. Kinh sách đạo Phật chỉ gói ghém trong cái sự tu hành, và hạnh Đầu Đà là một phép tu rất là đau khổ cho người tu hạng nhất. Thầy Thích Minh Tuệ đã dám chấp nhận cách tu hạnh Đầu Đà, và Phật giáo Việt Nam hơn ai hết đã thấy đây là một chứng nghiệm cho mọi người thấy được rằng cái lòng tin cộng với cách tu hành đúng đắn của mình sẽ làm cho người ta được giải thoát. Cái mảnh y phấn tạo đó, nó đẹp, cái vẻ đẹp thuần khiết quý vị. Và người ta đã lấy nó làm một cái nguồn cảm hứng để sáng tác ra biết bao nhiêu là những cái loại hình khác. Nào là những cái bức tranh bằng gốm, nào là những cái tượng gốm đã được sáng tác lại để tỏ lòng cung kính đối với thầy Thích Minh Tuệ. Những bức tranh của những đứa trẻ chỉ khoảng 5-10 tuổi thôi vẽ. Và quý vị thấy đây là những bức tranh mà chúng ta phải nói rằng tại sao nó sẽ xuất hiện như vậy, là vì cái lòng tôn kính đã xuất hiện song song với những gót chân của thầy. Chưa hết, chúng ta còn thấy người ta rải những cái đóa hoa trên đường đi của thầy, người ta quét sạn trên đường đi của thầy để chân thầy bớt đau, còn nhiều cái hình thái khác nữa. Đến như là những cái vị mà trong chính quyền đó, sau khi ở Quảng Trị đó có người tới để mà cấm thầy không được ngủ trong nghĩa địa đó, thì gây sáng hôm sau thôi chính quyền đã bắt đầu sửa sai, và cái người cao nhất ở trong chính quyền lúc đó đó đã tới để hỏi thăm thầy Thích Minh Tuệ trên đường đi của thầy, và tổ chức xe, những cái xe lực lượng như là công an hay là dân phòng giữ gìn trật tự trên con đường thầy đi. Và quý vị thấy đó, công an đã vào cuộc, chứ không phải vào cuộc để cấm đoán, không phải vào cuộc để bắt bớ, không phải vào cuộc để lên án như là ông Thích Đức Thiện yêu cầu, mà hệ thống công an xuất hiện là để bảo vệ thầy Thích Minh Tuệ và bảo vệ những con người đi theo thầy, bảo vệ cái sự an toàn giao thông cũng như cái bảo vệ cái sự trật tự, an ninh trật tự. Điều đó quý vị đã thấy được rằng chính bản thân nhà nước cũng rất kính trọng từ gót chân của thầy Minh Tuệ. Ai nói nhà nước bao che chúng ta không biết, nhưng mà trong những hành động vừa qua, Mạc Lâm nhận thấy rằng đây là một cái hành động rất là tích cực. Những hành động này có thể nói cho chúng ta được rằng cái sự quan tâm của Phật tử Việt Nam không phải đến từ một phía đâu, mà còn nhiều phía xã hội nữa, kể cả những vị chức sắc trong những tôn giáo khác như Công giáo, Đạo Tin Lành hay là Cao Đài cũng đều lên tiếng tán thán thầy gốc chân của Thích Minh Tuệ. Thì qua video thì con cũng mong cô bác anh chị nghe mà thấy rõ ràng là vị nhà báo Mạc Lâm đã phân tích rất là cặn kẽ và chính xác ha cô bác anh chị. Thì con cũng muốn là gửi cái thông điệp đến cái ông Huệ Thuận á, ông hãy nên nghe những vị mà đã từng là nói sư thầy Thích Minh Tuệ và thầy Thích Minh Đạo á, thì những vị đó cái kết của họ là thầy đã nghe rồi ha thầy ha. Với một cái người tu hành mà nhà báo Mạc Lâm đã phân tích cho con nghe rất là, cô bác anh chị nghe rất là chính xác và chuẩn mực. Thì qua cái thông điệp này thì con cũng muốn gửi đến, truyền tải đến tất cả cô bác anh chị mà từng yêu quý, quý mến, kính trọng sư thầy Thích Minh Tuệ. Cô bác nào mà có vào kênh xem á thì cô bác chưa đăng ký kênh á, thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho con và like để chia sẻ những cái lời nói hay của nhà báo Mạc Lâm và phân tích rất là cặn kẽ chính xác nói về thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta. Thì trước khi kết thúc video thì thiện lễ con xin cảm ơn cô bác anh chị những ngày qua đã xem kênh và ủng hộ chia sẻ kênh cho thiện lễ. Đó là cái nguồn động lực để thiện lễ tiếp tục
Thiện Lễ đấu tranh với những cái người mà chống phá, những cái người tu hành, những vị tu hành chân chính. Trước khi kết thúc video thì Thiện Lễ con xin gửi lời biết ơn đến toàn thể cô bác anh chị, quý vị Phật tử trên mọi miền đất nước đã yêu mến và quý trọng thầy Thích Minh Đạo và Thích Minh Tuệ. Cuối cùng Thiện Lễ xin chúc toàn thể cô bác anh chị một ngày mới vạn sự bình an, vạn điều như ý, gia đình hạnh phúc và thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiện Lễ con xin kính chào cô bác. Cô bác nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho con. Mô Phật.